Bóng đá Việt Nam đang trải qua một trong những giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử, và đạo diễn đứng sau thành công ấy không ai khác ngoài huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Chiến lược gia người Hàn Quốc bằng những cách của riêng mình đã thay đổi hoàn toàn bóng đá Việt Nam. Trong hơn 3 năm qua, chúng ta đã tạo nên nhiều chiến tích lịch sử, xô đổ hàng loạt kỷ lục và biến hành trình của mình trở thành một giai thoại bất tử. Hôm nay, hãy cùng Nextport nhìn lại top 10 ví dụ kinh điển cho thấy bóng đá Việt Nam đã vươn tầm như thế nào dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. 1. Có thể chơi bàn bật đẹp mắt, tiki-taka theo phong cách của Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn lấy sự vững chắc nơi hàng thủ làm nền móng. Tuy vậy, chúng ta không còn phản công đơn điệu bằng những đường bóng dài như các đời huấn luyện viên trước. Đội tuyển Việt Nam lúc này là tập hợp của một lứa cầu thủ có tư duy tiến bộ, phẩm chất kỹ thuật tốt. Chính vì thế, thầy Park đã tận dụng tối đa khả năng của các học trò bằng cách xây dựng lối chơi phối hợp nhỏ, bàn bật cực kỳ đẹp mắt. Đây cũng chính là phong cách bóng đá mà người hâm mộ Việt Nam luôn khao khát được thấy trở lại kể từ thời điểm lứa U19 của Công Phượng làm mưa làm gió vào năm 2014. Pha lập công tiêu biểu nhất cho lối chơi tiki-taka phiên bản của thầy Park có lẽ là bàn thắng của Vũ Văn Thành trong trận đấu với Indonesia, một pha bóng mà đội tuyển Việt Nam đã thực hiện 54 đường chuyền liên tiếp trước khi đưa bóng vào lưới của đội bóng xứ Vạn Đảo. 2. Khiến tất cả phải ngỡ ngàng với chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc. Trong trận đấu giao hữu với đội tuyển U22 Trung Quốc hồi năm 2019, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến tất cả phải bất ngờ với một chiến thắng đầy thuyết phục. Dù tung ra đội hình khá mạnh với nhiều cầu thủ đang chơi tại Chinese Super League, đoàn quân của Gus Hiddink vẫn bất lực trong việc ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam. Trong khi đó, với những mảng miếng đánh biên được chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đã có hai bàn thắng của tiền đạo Tiến Linh. Đó là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho U22 Việt Nam. Thế nhưng, trận thua này lại là một cú sốc với báo chí Trung Quốc. Tờ Sina gọi Việt Nam là thế lực mới của bóng đá châu Á và lo ngại sẽ sớm bị chúng ta bắt kịp trong tương lai. 3. Giành huy chương vàng SEA Games 30. Nhắc tới những thành công của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta bỏ qua tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 30. Bất chấp việc Quang Hải gặp chấn thương và phải ngồi ngoài trong phần lớn giải đấu, U22 Việt Nam vẫn lên ngôi để thuyết phục. Đáng chú ý hơn, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta giành huy chương vàng môn bóng đá nam tại các kỳ đại hội thể thao khu vực. Cũng tại kỳ SEA Games 30 năm ấy, thầy Park cũng đã cho thấy con mắt tinh tường của mình khi lựa chọn Trọng Hoàng và Đỗ Hùng Dũng cho những suất cầu thủ quá tuổi. Cả hai đều đã có màn trình diễn vô cùng xuất sắc và đóng vai trò quan trọng trong chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam. 4. Vô địch AFF Cup đầy thuyết phục. Sau tròn 10 năm dòng dã chờ đợi, Việt Nam đã một lần nữa bước lên đỉnh Đông Nam Á ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, chức vô địch dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo không hề giống với những gì đã diễn ra dưới thời của Callisto. Năm 2008, đó là chức vô địch đầy cảm xúc nhưng cũng rất mong manh. Người hâm mộ nước nhà đã phải chờ tới những giây phút cuối cùng để rồi bùng nổ với bàn thắng vàng của Lê Công Vinh. Năm 2018 thì khác, chúng ta vô địch nhưng bằng cách thuyết phục hơn nhiều. Sức mạnh tuyệt đối và bộ mặt hủy diệt là những gì mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thể hiện xuyên suốt giải đấu. Trên tất cả, đó không chỉ là một chiếc cúp mà còn là lời khẳng định về vị thế số 1 của bóng đá Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á. 5. Chiến thắng đậm nhất trong lịch sử trước người Thái. Từ lâu, Thái Lan vẫn luôn được coi là đại kình địch của bóng đá Việt Nam. Tuy vậy, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhiều lần khiến đối thủ phải nuốt trái đắng khi gặp mặt. Trong số đó, trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ là cơn ác mộng mà người Thái sẽ không bao giờ quên. Ngày hôm ấy, những chiến binh sao vàng đã có màn thị uy sức mạnh khi ná vào lưới đối thủ tới 4 bàn thắng. Đây cũng chính là chiến thắng đậm nhất của chúng ta trong lịch sử đối đầu với các đội tuyển bóng đá của Thái Lan. 6. Bất khả chiến bại tại khu vực Đông Nam Á. Với tất cả những chiến tích kể trên, huấn luyện viên Park Hang-seo rõ ràng đã đưa bóng đá Việt Nam trở thành lá cờ đầu của khu vực Đông Nam Á. Sau nhiều năm đứng dưới cái bóng của người Thái, vất vả trước Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam giờ đây đã khẳng định được vị thế số 1 của mình. Thống kê cũng chỉ ra rằng, sau 3 năm cầm quân tại Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc chưa từng nếm mùi thất bại khi đối đầu với các đội bóng Đông Nam Á. Cụ thể, ông có 24 chiến thắng, 6 trận hòa sau 30 lần đọ sức với các đối thủ này. Rõ ràng chuỗi bất bại của ông Park là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại khu vực. Trong tương lai, có lẽ thành tích ấy sẽ còn được nối dài khi mà đội tuyển Việt Nam vẫn đang không ngừng tiến bộ. 7. Những chiến tích ở cấp châu lục. Không chỉ đóng vai anh cả tại khu vực, bóng đá Việt Nam đang dần vươn mình để tiệm cận với đẳng cấp châu lục. Trong vài năm qua, chúng ta đã không ít lần khiến cả châu Á phải sửng sốt với những màn trình diễn của mình. Đầu tiên phải kể tới chiến tích không tưởng tại Thương Châu 2018.
U23 Việt Nam khi ấy đã quật ngã hàng loạt những gã khổng lồ như Australia, Iraq và Qatar trên con đường giành lấy ngôi vị Á quân. Tiếp đó, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới tại ASEAN 2018. Olympic Việt Nam đã trình diễn thứ bóng đá khoa học, chặt chẽ và đầy quả cảm. Như vậy, chúng ta có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào top 4 đội mạnh nhất tại một kỳ Á vận hội. Cuối cùng, đội tuyển Việt Nam với độ tuổi trung bình trẻ nhất giải đấu 23,1 đã lọt vào tới trận tứ kết của Asian Cup 2019. Chúng ta vượt qua vòng bảng tử thần với sự xuất hiện của cả Iran và Iraq, sau đó đánh bại Jordan và chịu dừng bước trước người Nhật Bản bởi một quả penalty đầy tranh cãi mà thôi. 8. Giành vé dự vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022. Góp mặt tại vòng loại cuối cùng của World Cup cũng là một thành tích chưa từng có của bóng đá Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển quốc gia Việt Nam đã dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai từ vòng đấu đầu tiên cho tới tận vòng đấu áp chót, trước khi thất thủ 3-2 trước chủ nhà UAE. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiếc vé vào vòng loại cuối cùng với tư cách 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tại vòng loại cuối cùng, chúng ta sẽ cùng 11 đội tuyển xuất sắc nhất châu Á cạnh tranh cho 2,5 suất tham dự vòng chung kết World Cup tại Qatar vào mùa hè sang năm. 9. Nâng cao thể lực cho các cầu thủ Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo là một người đặc biệt lưu tâm tới vấn đề thể lực của các cầu thủ. Trong ekip của mình, chiến lược gia người Hàn Quốc luôn có 1-2 chuyên gia về lĩnh vực này. Như vậy, thể trạng của các tuyển thủ trong thời gian qua cũng đã được tăng lên đáng kể. Bằng chứng là việc hình ảnh của đội tuyển Việt Nam chơi song phẳng suốt 90 phút hay thậm chí là 120 phút trước những đối thủ Tây Á đã trở nên ngày một quen thuộc hơn. 10. Bản lĩnh của các cầu thủ đã tăng lên rõ rệt. Sau hơn 3 năm với nhiều thành công ngoài sức tưởng tượng, thầy Park quả thực đã nâng tầm bóng đá Việt Nam. Tuy vậy, di sản lớn nhất mà ông tạo ra có lẽ không phải là những chiếc cúp, mà đó phải là thứ bản lĩnh và tâm lý không bao giờ biết sợ mà ông đã truyền cho các học trò. Trước đây, trung vệ Trần Đình Trọng từng nổi lên với biệt danh chuyên gia săn Tây tại V-League. Thế nhưng khi thầy Park xuất hiện, mỗi trung vệ của đội tuyển Việt Nam cũng đều đã trở thành một chuyên gia như thế. Giờ đây, các tuyển thủ Việt Nam không còn run sợ trước những đối thủ cao to đến từ Tây Á. Chúng ta tỏ ra cực kỳ tự tin mỗi khi phải giải quyết trận đấu bằng những loạt đá phạt đền. Hay trong những trận đấu gần nhất, khi bị UAE dẫn tới 3-0, các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần không bỏ cuộc bằng cách tràn lên và ghi 2 bàn thắng vào lưới đối thủ. Đó là top 10 ví dụ tiêu biểu trong bóng đá Việt Nam đã vươn lên tầm cao mới dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tới đây, chúng ta cũng sẽ có trận đấu đầy khó khăn tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Hy vọng rằng đội tuyển sẽ có được những kết quả tốt và đạt được những thành công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!